Thưa quý vị khán giả, hiện nay bệnh bạch hầu đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Tại Tây Ninh hiện chưa phát hiện ca bệnh nào, nhưng việc phòng ngừa vẫn là điều hết sức cần thiết. Triệu chứng của bệnh bạch hầu khiến nhiều người thường nhầm tưởng là đang bị cảm. Chính vì thế, việc nhận biết triệu chứng bệnh sớm sẽ nhanh chóng điều trị khỏi, và một trong những biện pháp quan trọng để phòng ngừa bệnh là phải tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh. Thì theo như coi trên mạng thì thấy nó cũng giống như virus corona, cũng phải cách ly vậy, nên là bé mình cũng đã chích rồi thì cũng có yên tâm phần nào rồi, nhưng mà nghe mấy bạn nói thì mình cũng ngán lại, thì không biết là nó có kháng thể trong đó chưa. Thì cái vấn đề đó thì không biết mình phải hỏi ai. Không riêng gì chị Ngân, đa số những phụ huynh khi đưa trẻ đến tiêm ngừa tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thường không nắm được hết những tác dụng cũng như các loại vaccine đã tiêm cho trẻ. Đối với trẻ dưới 5 tuổi, Bộ Y tế khuyến cáo phụ huynh nên đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ các vaccine phòng bệnh đúng theo lịch. Các chuyên gia khuyến cáo trẻ cần được tiêm vaccine phòng bạch hầu dưới dạng vaccine kết hợp như 6-1, 5-1, 4-1 hay 3-1. Khi mình được tiêm cái vaccine là ngừa bạch hầu thì nói chung là sẽ người dân có thể là không bị bệnh bạch hầu, nhưng có những một số trường hợp thì có thể bệnh là do cái mình không có, sau khi mình tiêm mà cơ thể nó không sinh ra được kháng thể thì có thể mắc lại bạch hầu, hoặc có những trường hợp không tuân thủ tiêm nó đúng cái theo lịch tiêm chủng của ngành y tế đưa ra, mình không có tuân thủ để tiêm cho đúng liều, đúng chỉ định. Kết quả tiêm chủng vaccine có chứa thành phần phòng bệnh bạch hầu cho trẻ 18 tháng tuổi trong 6 tháng đầu năm 2020 tại Tây Ninh là trên 6.000 trường hợp, tương đương 43,2%. Tỷ lệ tiêm chủng giảm là điều kiện thuận lợi để virus, vi khuẩn lưu hành trong cộng đồng và có nguy cơ gây ra dịch bệnh. Các chuyên gia khuyến cáo trẻ cần được tiêm vaccine phòng bạch hầu dưới dạng vaccine phối hợp đủ và đúng lịch. Trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia hiện nay, bệnh bạch hầu xuất hiện ở trẻ lớn trên 10 tuổi, thậm chí là thanh niên 20 tuổi, khi miễn dịch đã giảm dần và không được tiêm nhắc lại. Trước đây thì cháu tiêm đầy đủ, nay cháu thì cũng được là trên 7 tuổi rồi. Thì cái này muốn nghe cái thông tin là cái bệnh hầu nó cũng, cái bệnh hầu nó cũng có nguy hiểm quá, thành thử ra là giờ tôi dẫn cháu đến là tiêm nhắc lại lần nữa, để đảm bảo sức khỏe cho con mình. Miễn dịch vaccine thường kéo dài khoảng 10 năm và sẽ giảm dần theo thời gian. Do vậy, trẻ lớn và người lớn có tiền sử tiêm chủng không đầy đủ rõ ràng nên đến các cơ sở tiêm chủng để được tư vấn sử dụng các vaccine phòng bệnh bạch hầu phù hợp khác như TD, Tdap. Ngoài ra, những người đã được tiêm chủng đầy đủ cần theo dõi tình trạng sức khỏe thường xuyên. Ngay khi có biểu hiện sốt nhẹ, đau họng, ho, khàn tiếng, chán ăn, sau 2 đến 3 ngày xuất hiện giả mạc hai bên thành họng, có màu trắng ngà, xám, đen, dai, dính, dễ chảy máu. Trường hợp bệnh nặng không có biểu hiện sốt cao, nhưng có thể sưng cổ và làm hẹp đường thở và gây ra một số biến chứng. Nói chung thì bệnh bạch hầu xuất hiện mức độ nguy hiểm của đó gây những biến chứng về tim mạch, rồi về não, rồi gây đường hô hấp, nói chung là nó sẽ gây tử vong và có thể là lây lan ra cộng đồng cũng rất là nhanh, tại những bệnh lây ra qua đường hô hấp. Bệnh bạch hầu chủ yếu lây truyền qua đường hô hấp nên tốc độ lây lan nhanh. Chính vì thế, phòng bệnh là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng. Cần cách ly bệnh nhân ít nhất 2 ngày sau điều trị kháng sinh và đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người bệnh, vệ sinh phòng ở và đồ dùng cá nhân bằng dung dịch sát khuẩn. Cần tiêm chủng đủ 3 mũi vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván cho trẻ em dưới 1 tuổi, tiêm nhắc lại DPT cho trẻ từ 18 tháng.